Hôm nay ta đổi tên cho ông là A Xuất. Trong đời vị lai, ông nhất định sẽ thành chánh giác. Cõi Phật ông nhiếp thọ, thanh tịnh trang nghiêm y như nguyện của ông. Bồ Tát A Xúc lại bạch với Đức Phật về thế giới vị lai ông nhiếp thọ. Bạch Đức Thế Tôn, sở nguyện của con là được cõi Phật với đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp như thế này. Trong thế giới đó, vàng ròng làm đất, bằng thẳng như lòng bàn tay, đầy khắp trong thế giới không có núi đồi, gò đống, đất, cát, đá sỏi, gai góc, khắp nơi đều là bảo vật vàng bạc châu báu quý hiếm. Đất ở đó mềm mại như dải lụa cõi trời. Nhấc chân lên mặt đất liền khép lại. Không có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh cùng các thứ bất tịnh nhơ nhớp. Khắp thế giới chỉ có toàn hương thơm màu nhiệm bậc nhất của chư thiên, cùng với các loại hương hoa Mạng Đà La, Ma Ha Mạng Đà La xông tỏa khắp nơi. Chúng sanh trong thế giới ấy không có già yếu, bệnh tật. Tất cả đều sống tự tại,
không hề e dè sợ sệt lẫn nhau, không não hại người khác, không có trường hợp bị chết yểu. Đến khi mạng chung, tâm tình bình tĩnh, không có sự hối hận, tâm niệm kiên định không đảo lộn, tư duy về chư Phật Như Lai. Sau khi mạng chung không đọa đường ác, không sanh về những thế giới xấu ác, có năm sự uế trược không có Phật, chúng sinh ở thế giới ấy mãi cho đến khi thành tựu chánh giác thường luôn được gặp Phật, thưa hỏi và nhận lãnh chánh pháp nhiệm màu, được cúng dường chúng tăng. Chúng sanh ở thế giới ấy trừ bỏ dâm dục, sân hận, si mê, luôn thực hành 10 điều lành, không làm 10 điều ác. Trong thế giới đó không có mọi thứ nghề nghiệp, không có tội phạm và tên về tội phạm, cũng không có thiên ma và các việc trở ngại trên đường tu đạo. Chúng sanh đều có những thân hình tốt đẹp, cũng không phân biệt lớn nhỏ cao thấp. Hàng thanh văn và Bồ Tát cho đến trong giấc mộng cũng không khởi tâm bất tịnh. Chúng sanh thường ưa cầu pháp, lắng nghe chánh pháp, không có người nào sanh kiến giải điên đảo, cũng không có người tà tri tà kiến, đều được năm pháp thần thông. Trong thế giới đó không có ngoại đạo, chúng sanh không có tâm thân mỏi mệt, không bị các nghiệp đói khát khổ não. Tùy theo sự ưa thích liền có vô số vật dụng quý báu đựng đầy thức ăn tự nhiên hiện ra trong tay, lại đựng vô số thức ăn giống như của chư thiên cõi dục. Chúng sanh ở đây không có những sự bài tiết ô uế như khạc nhổ đờm dãi, đại tiện, tiểu tiện, cho đến chảy nước mắt, nước mũi. Cũng sẽ không có cảm giác lạnh hoặc nóng. Trong thế giới đó, thường có gió mát đem theo hương thơm chạm nhẹ vào thân thể.
Gió thơm ấy lại có thể tùy theo sự mong cầu lạnh hay ấm của chư thiên và loài người mà khiến cho tất cả đều được vừa ý. Nếu có chúng sanh nào mong muốn được loại gió mang hương hoa Ưu Bát La hoặc hương hoa Ưu Đà Sa La hoặc hương Trầm Thủy hoặc hương Đa Già La hoặc hương A Già La hoặc đủ các loại hương thơm thì đều tùy theo chỗ mong cầu, trừ phi biến thế giới đó thành đời ác năm trượt. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho thế giới của con có lầu bằng bảy báu. Trong lầu báu ấy có giường cũng bằng bảy báu. Chăn đệm toàn bằng các loại vải lụa mềm mại, êm ái như vải của chư thiên. Chúng sanh ở trong lầu báu này đều được vui vẻ nói cười. Bao quanh lầu báu, bốn bên đều có hồ nước đẹp. Nước trong hồ có đủ tám công đức: trừng tỉnh, thanh lạnh, cam mỹ, khinh nhuyễn, nhuận trạch, an hòa, trù cơ cẩn và trưởng dưỡng. Chúng sanh tùy ý muốn mà dùng nước ấy mà không có tăng giảm. Trong đời Dị Lai khi con thành Phật, bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy hoa trái có hương thơm diệu kỳ của cây đa la bằng vàng. Lại có đủ các loại y phục tốt đẹp quý giá, các loại lọng báu, chân châu, anh lạc dùng để tô điểm trang nghiêm đẹp đẽ trên cây. Chúng sanh có thể lấy dùng tùy theo ý thích của mình. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện thế giới Dị Lai khi con thành Phật, cây bồ đề ở thế giới ấy chỉ thuần bằng bảy món báu: cao 1.000 do tuần, thân cây to lớn choáng đến 1 do tuần, cành lá che phủ ra đến 1.000 do tuần.
thường có gió nhẹ thổi qua cây bồ đề ấy, làm phát ra những âm thanh mầu nhiệm diễn thuyết Phật pháp.